Và kể cả những thường dân như chúng ta thế thôi, cũng nhờ công lao cha mẹ mới có chúng ta như ngày hôm nay. Công lao đó vĩ đại lắm. Chính vì lẽ đó tôi đã làm bài thơ là công lao ấy đời đời nhớ mãi. Chào chị em 1/2 thế giới, sản sinh con kế cận cho đời. Bao nhân tài ở khắp muôn nơi, ôi vĩ đại trăm ngàn lần vĩ đại. Bao vất vả gian nan không sờn trí, mang nặng đẻ đau vẫn nở nụ cười. Công lao ấy đời đời ghi mãi. Chăm sóc chồng đâu phải tiếng ả ơi, tiếng thì thầm mạnh hơn sấm sét, tình hiến dân hơn sóng biển dâng trào. Tất cả cho nhau cuộc đời hạnh phúc. Mỗi gia đình một quốc gia thu nhỏ, góp sức mình cho đất nước phồn vinh. Chúc chị em luôn luôn mạnh khỏe và cuộc đời mãi mãi đẹp xinh. Xin cảm ơn. Mạng đại diện cho bà con đi trải nghiệm với em. Thì hôm nay là chúng ta đã được kỷ niệm sinh nhật lần thứ 5 của VGM đến với Lào Cai rồi. Thì rất là cảm động và rất là phấn khởi vì thấy rằng VGM đã tồn tại ở trên cái mảnh đất này được 5 năm. Điều đó khẳng định được rằng sự uy tín của VGM đến với chúng ta như thế nào. Mà nếu không thì giám đốc Cường, đúng không nào, và tất cả nhân viên của phòng VGM này sẽ không có mặt ngày hôm nay tại cái mảnh đất này. Chính vì cái niềm tin đem đến với VGM như thế cho nên là mới duy trì được cả suốt 5 năm qua và để lại những cái ấn tượng rất là sâu sắc. Tôi đến với VGM thì khi đó là tôi đang bị đột quỵ, và khi lên đến cái cục mà phát biểu ý kiến ấy, thì là các con còn phải dìu tôi lên trên cái bục đó để tôi đứng, tôi phát biểu cảm tưởng. Thế và sau một cái thời gian trải nghiệm VGM thì báo cáo với các cụ, không, các bà, các bác là ở cái tuổi 83 như tôi như thế này, và các bác, các anh, các chị thấy rằng là tôi vẫn còn minh mẫn, mắt vẫn còn sáng, tai vẫn còn thính, vẫn đi được xe máy và vẫn có thể là nói chuyện được rất là tốt. Thế thì đến với VGM thì tôi chúc VGM của chúng ta ngày càng phát triển, và tất cả bà con sẽ ủng hộ VGM để VGM tồn tại trên cái mảnh đất Lào Cai này. Đây là mối tình hữu nghị giữa Hàn Quốc đối với Việt Nam chúng ta, và đại diện là tập đoàn VGM của chúng ta tại Lào Cai. Thì tôi xin rất là cảm động. Thế thì hôm nay đến với VGM, tôi vừa trên được hôm qua giới thiệu ấy, thì tôi đã làm mấy cái vần thơ, không biết là nó có hay không, hay là thế nào, thì chúng tôi cũng xin đọc để tặng VGM, lãnh đạo của VGM, rồi là các con của VGM, và tất cả các cụ công và các bác, các anh chị, mấy cái vần thơ nhỏ nhỏ của tôi như này. Xin mời chàng vỗ tay ạ. Việt Nam, Hàn Quốc, anh em, mối tình hữu nghị đan xen tuyệt vời. Khó khăn bạn giúp chúng tôi, nhà máy xí nghiệp nơi nơi mọc nhiều. Công trình xây dựng đáng yêu, bao nhiêu sản phẩm bấy nhiêu nghĩa tình. Để cho hai nước chúng mình cùng nhau phát triển văn minh nước nhà. Seoul, Hà Nội chúng ta, thủ đô hai nước mặt mà bên nhau. Để cho dân bớt ốm đau, VGM đã đến cùng nhau góp phần. Một lòng phục vụ nhân dân, chăm sóc chu đáo ân cần lắm thay. Sức khỏe tiến bộ hàng ngày, 5 năm tiếng hát chốn này vang lên. Nụ cười rạng rỡ hồn nhiên, sức khỏe ta tốt hơn tiền trời cho. VGM phát triển càng to, làm ăn phát đạt còn lo ngại gì. Việt Nam Hàn Quốc khắc ghi, mối tình hữu nghị còn gì đẹp hơn.
năm năm gắn bó keo sơn, ví ghen về với Lào cai đây rồi. Năm năm đã đi qua rồi, chúc mừng sinh nhật tuyệt vời ví ghen. Xin cảm ơn. Và nhân ngày hôm nay tôi đến với ví ghen thì là đúng vào dịp là chúng ta vừa kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Rất may là có dịp đến đây để được gặp các mẹ, các cô, các dì, các bác. Đến với ví ghen thì tôi xin có đôi lời chúc nhân ngày phụ nữ Việt Nam. Xin mời chàng vào tay nào. Chúng ta đều biết, kể cả là vua chúa đến chủ tịch nước,